Ok hai cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Review Tool. Thì hôm nay cũng như mọi lần ha, mình cũng xin chia sẻ một ứng dụng nó cũng rất hữu ích ở trên này, điều hành Android đến với các bạn. Đây là ứng dụng xem việc hình nha, có một kho việc hình của các bạn dành cho những bạn trẻ mà thích xem việc hình đó, sau những giờ học mệt mỏi các bạn thư giãn đó, thích việc hình thì vào ứng dụng xem ứng dụng này. Đầu tiên các bạn nên gõ cho mình từ Bilibili nha. Đây là ứng dụng được hơn 10 triệu lượt tải xuống nha các bạn, một ứng dụng rất là uy tín và được rất nhiều bình luận tích cực nha. Chủ tác giả cũng là Bilibili luôn, 35 mê, chúng ta cài đặt vậy thôi. Máy mình là do ba nó tải hơi lâu thì các bạn có coi tới khúc này thì lâu quá thì lướt qua giùm mình nha. Ok, sau đó các bạn mở ra ha. Đây, giao diện rất dễ thương. Ok. Đó. Đây, rất là nhiều phim hay nha các bạn, Naruto nè. Vua Hải Tặc. Hoạt hình. Vì vấn đề bản quyền thì mình sẽ tắt tiếng nha. Ok, mình sẽ test cho các bạn xem thử một phim ha. Cần phải đăng nhập để xem phim này, mình đăng nhập. Đây, đăng nhập bằng Google này ha các bạn. Đây, đã vào phim, rất mượt mà các bạn. Thời lượng 25 phút nè, rất mượt mà nha các bạn ơi. Tuyệt vời ha. Rất tuyệt vời. Có cả việc sub nè các bạn nha. Có cả phụ đề dưới đây nè. Rất hay, ok, dùng chạy rất là mượt. Vua Hải Tặc và nhiều, có cả truyền hình TV show trong đây nữa nha các bạn. Rồi mới cập nhật phụ đề nè. Và có những cái chủ đề ở dưới đây, các bạn có thể lướt xem ha. Anime kinh điển, phim hoạt hình. Rất là nhiều. Trang chủ tôi. Các bạn có thể có những nhiều nhà theo dõi ở đây, nó giống như là một cái mạng xã hội gì đó. Rồi bạn thích cái tác giả nào đó, họ đăng lên những cái phim hay thì đó, thì các bạn cứ theo dõi họ để mình update những cái tập phim mới mà. Đây, rất là nhiều phim hay. Ok. Có Doraemon nữa nè. Mượt mà nha, ứng dụng chạy rất là mượt mà. Ok, thì cái phần hướng dẫn sử dụng ứng dụng xem phim hình ở trên điện thoại Android của mình tới đây kết thúc. Rất mong được các bạn quan tâm và ủng hộ kênh ha. Nếu cảm thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip.